Thưa quý vị, mới đây thành phố Hà Nội đã thông tin về tiến độ triển khai cho thuê vỉa hè ở Hà Nội. Ông Trương Việt Dũng, Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cho biết, dự thảo đề án cho thuê vỉa hè dự kiến trình thành phố trong quý 2 năm 2024 để các cấp có thẩm quyền thông qua. Cụ thể, chiều 19 tháng 1 tại buổi họp báo của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, thông tin về kế hoạch cho thuê vỉa hè của thành phố Hà Nội thời gian tới, ông Mạc Đình Minh, Phó Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Hà Nội cho biết, theo chỉ đạo của Thường trực Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành quyết định thành lập tổ soạn thảo đề án quản lý khai quản lý sử dụng lòng đường vỉa hè. Tổ soạn thảo có đại diện 11 sở ngành và 4 quận huyện. Nội dung đề án đưa ra 3 nguyên tắc: lòng đường vỉa hè sử dụng cho mục đích chính là phục vụ giao thông, hè phố phục vụ chủ yếu cho người đi bộ và là nơi bố trí các hạ tầng kỹ thuật đô thị dọc tuyến. Việc sử dụng tạm thời lòng đường vỉa hè ngoài mục đích giao thông phải được cơ quan thẩm quyền cấp phép hoặc chấp thuận sử dụng đúng mục đích phạm vi cho phép. Hiện nay, toàn bộ dự thảo đề án đang được lấy ý kiến tổ soạn thảo và ủy ban cấp quận, huyện để triển khai thực hiện. Sau khi lấy ý kiến tổ soạn thảo đề án, sẽ báo cáo thành phố, lúc đó sẽ thông tin cụ thể nội dung của đề án, cũng như nguyên tắc tổ chức thực hiện, quản lý sử dụng vỉa hè, lòng đường. Ông Minh cũng cho biết thêm, đề án rất phức tạp, nội dung đề án đang được nghiên cứu cụ thể bởi liên quan từng địa phương, tuyến phố, quận huyện mà mỗi địa phương có tính chất, đặc thù khác nhau. Nguyên tắc về nội dung này hiện mới lên được đề cương để soạn thảo dự thảo, sau khi báo cáo lên thành phố, thành ủy mới chốt được thời gian tiến độ cụ thể để thông qua nội dung cũng như kế hoạch triển khai. Về thời gian tiến độ cụ thể để triển khai đề án thu phí vỉa hè, ông Trương Việt Dũng, Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cho biết, Bí thư Thành ủy đã yêu cầu Ban cán sự Đảng thành phố Hà Nội xây dựng nội dung này, giao Sở Xây dựng chủ trì dự kiến trình thành phố trong quý 2 năm 2024 để các cấp có thẩm quyền thông qua. Thưa quý vị, liên quan đến thông tin trên, hàng loạt câu hỏi đã được đặt ra. Ai sẽ được thuê vỉa hè? Vỉa hè trước cửa nhà mình thì người khác có được đến thuê? Nếu người thuê cố tình chiếm dụng diện tích lớn hơn phần thuê, ai sẽ giám sát và xử lý? Rất nhiều câu hỏi cần có lời giải khi thành phố Hà Nội triển khai xây dựng đề án quản lý thu phí vỉa hè. Theo thông tin từ phiên họp mới đây của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội, các đơn vị chuyên môn đang xây dựng đề án quản lý lòng đường vỉa hè. Một số quận đã đề xuất các tuyến phố có đủ điều kiện thí điểm cho thuê vỉa hè, như là quận Hoàn Kiếm với 36 vị trí trên 10 tuyến phố, Đinh Tiên Hoàng, Hàng Khay, Hàng Bài, Lý Thường Kiệt, Phan Chu Trinh, Bà Triệu. Tiêu chí là đảm bảo tối thiểu 1,5m chiều rộng cho người đi bộ, xác định cụ thể loại hình và thời gian kinh doanh. Theo ghi nhận của phóng viên, trật tự vỉa hè tại các tuyến phố vừa qua đã hiện chưa được đảm bảo. Như một số đoạn trên phố Lý Thường Kiệt, Hàng Khay hay là Đinh Tiên Hoàng thì bàn ghế và xe cộ chắn hết lối đi của người đi bộ hoặc là khoảng trống còn lại rộng chưa đến 1m. Theo ông Trần Đức Diễn ở phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, tại những vị trí đã cho thuê này, tình trạng lộn xộn không xảy ra như những khu vực khác chưa được cấp phép. Với vị trí đẹp như thế này, mình bớt lại 2-3m cho thuê thì cũng không gây ảnh hưởng gì nhiều, đem lại lợi ích cho thành phố thì cũng hợp lý. Mình chỉ cần những nghiên cứu một chút về phần gốc cây các thứ, tránh ảnh hưởng đến người đi lại. Tuy nhiên, nhiều người đi bộ khác lại có quan điểm trái ngược, ví dụ như là cảm thấy rất thất vọng nếu vỉa hè bị chiếm dụng để cho thuê. Đến các bến xe buýt trước nhà dân mà lại cho thuê vỉa hè thì người ta sẽ đuổi mình. Người ta chưa mất tiền mà còn bành trướng như thế, bây giờ người ta bỏ tiền ra thì người ta sẽ lợi dụng chuyện đó giăng hết cả bàn ghế ra ngoài. Hoặc là những ý kiến như là nên kẻ vạch rõ ràng và các lực lượng chức năng thường xuyên đi tuần tra, kiểm soát. 10 năm qua, Hà Nội đã 10 lần phát động chiến dịch giành lại vỉa hè cho người đi bộ và gặp nhiều khó khăn. Chuyên gia đô thị, kiến trúc sư Trần Huy Ánh đặt ra câu hỏi, phải chăng việc cho thuê vỉa hè là để hợp thức mô hình quản lý đô thị không thành công? Cần phải làm rõ mục tiêu của nó là gì? Ví dụ để thu tiền chẳng hạn, thì thành phố Hà Nội có đến nỗi thiếu tiền để phải cho thuê vỉa hè hay không? Hay cho thuê vỉa hè để quản lý dễ dàng hơn? Trong luật giao thông đường bộ thì vỉa hè dùng cho giao thông. Diện tích giao thông so với đầu người ở Hà Nội đã đủ chưa mà nói là đủ điều kiện cho thuê? Kiến trúc sư cho rằng vẫn còn mơ hồ trong mục tiêu. Nhu cầu thuê vỉa hè để kinh doanh được các chuyên gia giao thông đô thị đánh giá là có thực và rất lớn.
Và với số tiền thu được từ cho thuê vỉa hè, chính quyền sẽ có thêm kinh phí để chỉnh trang đô thị. Nhưng để việc thu phí vỉa hè khả thi và nhận được sự đồng thuận thì trước tiên, theo tiến sĩ Khương Kim Tạo, nguyên phó chánh văn phòng Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, chính quyền thủ đô cần quy hoạch những tuyến phố phù hợp với việc kinh doanh trên vỉa hè, đồng thời đảm bảo chức năng của vỉa hè phải dành cho người đi bộ không bị xâm hại. Ông cho rằng, tiêu chí đầu tiên là chúng ta phải sử dụng lòng đường vỉa hè vào mục đích giao thông. Một số vỉa hè sau khi để chừa không gian cho người đi bộ có thể cho thuê để phục vụ giao thông tĩnh. Cái này chúng ta phải khảo sát rất tỉ mỉ và có tiêu chí cụ thể để xem xét, đánh giá những chỗ nào có thể cho thuê được, chỗ nào thì không. Mà mục tiêu không phải cho thuê để kiếm tiền, mà cho thuê để hỗ trợ hoạt động giao thông an toàn. Cũng nên có những quy định thống nhất trong phạm vi toàn thành phố, có một bộ phận đứng ra tổ chức, tránh tình trạng mỗi quận là một kiểu, hai phường, hai quận ở sát nhau mà có chính sách khác nhau thì không nên. Còn theo tiến sĩ Lê Đăng Doanh, nguyên viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương, nhiều nước trên thế giới đã áp dụng cho thuê vỉa hè theo cơ chế thị trường để phục vụ cho hoạt động kinh doanh, nhưng phải đảm bảo ưu tiên dành không gian cho người đi bộ. Thưa quý vị, quản lý vỉa hè, lòng đường vốn đã là một bài toán khá nan giải thời gian qua của thành phố lớn như là Hà Nội. Nhiều biện pháp đã được đưa ra, vận động tuyên truyền cho đến phạt tiền người lấn chiếm đều đã được đưa ra, nhưng đều chưa có thực sự hiệu quả. Ý tưởng về việc cho thuê vỉa hè lòng đường hiện được nhiều người kỳ vọng sẽ giúp giải quyết được bài toán này. Hàng hóa, đồ đạc khẩn trương được dọn dẹp, trả lại vỉa hè về đúng công năng của nó là dành cho người đi bộ. Thế nhưng, đây chỉ là hình ảnh lúc có lực lượng chức năng đi tuần tra xử lý trên phố Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Còn lúc vắng bóng lực lượng chức năng thì vỉa hè, lòng đường lại bị lấn chiếm với đủ loại hình thức như thế này. Giờ đây chẳng còn ai nhận biết đâu là lối đi dành cho người đi bộ. Ghê rồi, trong kê xong bán sao được. Đặc thù đây, phố này, phố Hàng Mã là phố bán cổ truyền từ ngày xưa bây giờ rồi. Bây giờ vỉa hè thì bây giờ phải cho người ta bày ra một chút. Biết là sai nhưng vẫn phải chịu không phải là lý do riêng của chủ cửa hàng này, mà là của rất nhiều trường hợp khác trên địa bàn khi cuộc sống của nhiều người vẫn phải gắn với vỉa hè, lòng đường. Đây cũng là lý do khiến việc xử lý dứt điểm tình trạng lấn chiếm vỉa hè lòng đường thời gian qua không thể thực hiện dứt điểm. Đưa hàng ra, hàng vào, chạy đi, chạy lại, rồi các kiểu trên đời. Nói chung là cái đấy không nói ra thì cũng phải hình dung ra. Đấy, mà đấy là sự thật. Tôi cứ nói luôn là vi phạm. Đấy. Thế còn phạt viết thế nào thì cũng phải đành phải ấy thôi. Để giải quyết, mới đây Bí thư Thành ủy Hà Nội cũng đã yêu cầu đẩy nhanh tiến độ xây dựng đề án thiết kế đô thị để thí điểm cho thuê lòng đường vỉa hè ở một số tuyến phố tại quận Hoàn Kiếm. Ngay lập tức, đề án này đã được nhiều người đồng thuận. Anh thấy là cần thiết luôn. Đấy, quá tốt luôn rồi như thế. Tại vì bây giờ nó trong nhà cứ xem sao được. Vỉa hè nó cũng thực ra nó cũng đoạn này nó rộng, có phố khác thì anh không biết, nhưng đoạn này nó rộng thì theo anh thì cho một chút cho người dân đi, tiền thì chấp nhận người ta muốn kê ra thì phải còn hơn cái phạt này đúng không? Thế giả tiền thì cũng thế thôi. Tôi thấy cái việc đấy là rất là hợp lý, nếu mà thành phố mà giải quyết được cho người dân có một cái tí vỉa hè để kinh doanh buôn bán, nhất là ở phố Hàng Mã bày hàng treo lên thì nó mới sầm uất. Dự kiến Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội sẽ xem xét đề án quản lý lòng đường vỉa hè. Qua đó một số tuyến phố sẽ được Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm thí điểm cho thuê khai thác hè phố. Một số quận khác của Hà Nội đã đề xuất các tuyến phố đủ điều kiện hạ tầng để thí điểm cho thuê vỉa hè. Cái phương án là cho thuê vỉa hè ở những cái tuyến phố cũ ở phía Nam đối với quận Hoàn Kiếm, đó là các tuyến phố có vỉa hè rộng. Nhưng mà đến bây giờ thì chính thức là thành ủy ban gợi ý về cái kế hoạch phương án cho thuê vỉa hè. Sau khi được thành phố phê duyệt và được hợp với lòng dân mà được thành phố phê duyệt thì lúc đấy quận Hoàn Kiếm sẽ triển khai và thực hiện. Đây là sự mong mỏi của một số người dân trên quận Hoàn Kiếm đã từ lâu. Thống kê của Hà Nội cho thấy có khoảng 6,2% tuyến đường còn tình trạng lấn chiếm lòng đường. Khoảng 22,4% tuyến phố có tình trạng hè phố bị khai thác, sử dụng trái phép để kinh doanh hoặc trông giữ xe. Có thể thấy việc cho thuê vỉa hè có thể là giải pháp để quản lý vỉa hè lòng đường hiệu quả hơn,
thay vì cứ loay hoay quản lý, xong cứ sau mỗi dịp cao điểm thì đâu lại vào đấy. Thưa quý vị, trước những bất cập trong việc lấn chiếm vỉa hè, việc cho thuê vỉa hè để kinh doanh tại thành phố Hà Nội đang trở thành tiêu điểm nóng được nhiều người quan tâm trong thời gian gần đây. Bên cạnh những phản hồi đồng tình cũng nhận về không ít ý kiến trái chiều của các chuyên gia và người dân bởi những tác động của nó mang lại. Đề xuất này có thể gây ra nhiều tác động tiêu cực về an toàn cho người đi bộ, giao thông công cộng, an ninh và thẩm mỹ đô thị. Chúng tôi sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán giả những thông tin mới nhất liên quan đến sự việc này trong bản tin tiếp theo. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.